cầu nguyện cho cố Vinh Sơn nhân ngày giỗ một năm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa là vinh quang của các tín hữu và là sự sống của những người công chính. Nhờ sự chết và phục sinh của con Chúa, chúng con đã được cứu chuộc.
Xin thương cho tôi tớ Chúa là linh hồn Vinh Sơn được hưởng niềm vui hạnh phúc đời sau, vì ông đã tin nhận xác loài người sẽ sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy. Và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tôi mời Thầy sao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: ta đã tôn vinh danh ta, và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đặc biệt là gia đình của cố Vinh Sơn rất thân mến. Tác giả người Nhật Bản có tên là Hiroshi Hatano. Ông đã viết một cuốn sách có tựa đề Gửi con trai của bố. Lý do cuốn sách để ra đời là vào năm 2017, khi ông phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Nhất là ông cảm nhận được sự đau đớn từng ngày đang ngấm vào cơ thể của mình. Thì ông nhận ra, thứ mà tôi muốn để lại cho con trai của tôi không phải là tiền bạc. Nếu mình dự định tích trữ tiền thì có thể tích bao nhiêu cũng được. Và điều đó con trai cũng có thể làm được bằng sức của chính con mình. Vì vậy tôi quyết định viết thư cho con trai, bởi tôi cảm nhận điều tôi có thể để lại cho con tôi là những lời nói. Tại sao ông để lại cho con trai mình những lời nói? Thưa theo tác giả, những thứ có thể giải quyết bằng tiền thì có tiền là xong. Nhưng với những thứ không giải quyết bằng tiền được, thì ông muốn để lại những lời nói nhằm chỉ hướng cũng như định hướng cho con những vấn đề mà con sẽ gặp trong tương lai, nhằm giúp con thích ứng và giải quyết. Và đó được xem là những lời nói có ích cho con trai của mình. Những lời nói này tựa như một bản đồ hoặc như compa trong quá trình trưởng thành của con mình. Và nội dung của cuốn sách với những ý tưởng rất thiết thực. Những điều tôi muốn nói với con trai về sự tử tế. Những điều tôi muốn con trai học về sự cô độc và bạn bè. Những điều tôi muốn dạy con về ước mơ, công việc và tiền bạc. Và tôi muốn nói với con về sự sống và cái chết. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta không có thời gian để nói toàn bộ nội dung cuốn sách này, nhưng chúng ta có thể bắt gặp một thông điệp nhằm giúp chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay một cách cụ thể. Người cha đã để lại cho con trai mình không phải là khối tài sản vật chất, nhưng ông để lại cho con mình giá trị tinh thần, đó là những lời nói nhằm định hướng cho con mình trưởng thành. Chẳng hạn, ông dạy con mình biết sống tử tế,
hoặc từ ngày sống luôn phải sống và chuẩn bị đón nhận cái chết sẽ đến với mình. Và khi người ta dám nói với nhau về sự sống và cái chết như thế thì chắc chắn người ta sẽ sống lạc quan và hữu ích cho đời. Từ ý nghĩa của cuốn sách Gửi Con Trai Bố, giờ phút này chúng ta tưởng nhớ đến ông cố Vinh Sơn nhân ngày giỗ 1 năm. Và riêng cá nhân con được cha Vinh Sơn chia sẻ những lời nói cuối cùng của ông cố ở trên giường bệnh. Một trong những câu nói mà cha Vinh Sơn nhớ nhất đó là: bố nói khi về bên Chúa, bố sẽ cầu nguyện cho con. Vâng, thưa cộng đoàn, có lẽ lời nói của ông cố được diễn tả bằng lời cầu nguyện cho cha Vinh Sơn, cho gia đình. Đây sẽ được xem là một món quà quý giá mà ông cố Vinh Sơn để lại cho chúng ta. Tại sao lời cầu nguyện lại trở nên món quà quý giá? Thưa cộng đoàn, qua hai bài đọc trong thánh lễ hôm nay, cho chúng ta thấy được ý nghĩa của cầu nguyện. Trước hết với bài đọc 1, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho thi hữu Roma, giúp cho mỗi chúng ta thấy được rằng trong cái yếu đuối của con người với thân xác phải chết, chúng ta được mời gọi hãy hướng lòng trông cậy của chúng ta vào Thiên Chúa là tình yêu. Tại sao thế? Vì Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, nghĩa là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Nhờ đó chúng ta được nên công chính trong máu của Đức Kitô, và nhờ người chúng ta được sao hòa, được cứu độ trong sự sống của Đức Kitô và được vinh hiển trong Thiên Chúa. Qua đó, anh chị em, chúng ta nhận thấy ông cố Vinh Sơn đối diện căn bệnh ung thư và gần kề cái chết. Thì ông cố đã kết hợp cái đau khổ của thân xác trong lời cầu nguyện, trông cậy vào tình yêu của Thiên Chúa. Và với thân xác phải chết do bệnh tật, và với thân xác phải chết sẽ lìa xa những người thân trong gia đình, thì trên giường bệnh ông cố chỉ biết phó thác trong lời cầu nguyện. Cho nên ông mới nói với cha Vinh Sơn: về bên Chúa, bố sẽ cầu nguyện. Chúng ta có thể thấy được cái giá trị của cầu nguyện chính là món quà quý giá mà ông cố muốn gửi lại cho tất cả những người thân yêu còn sống ở cuộc sống trần thế này. Và như thế, trong tình trạng đau bệnh và gần kề cái chết rồi, ông cố cũng liền xa chúng ta, thì trong cầu nguyện ông cố đã cho chúng ta thấy được rằng trong cầu nguyện ông cố đã cùng với tất cả mọi chúng ta hướng về sự sống của Đức Giêsu Kitô. Kế đến trong bài tin mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói về hình ảnh hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Đây chính là hình ảnh nhất cho mỗi chúng ta suy nghĩ về việc hàng ngày chúng ta lo cho mình sống thì chúng ta cũng phải tập cho mình biết chết. Vậy thưa cộng đoàn, tập cho mình biết chết là tập như thế nào? Xin thưa, tập cho mình biết chết đó chính là sự hy sinh của chúng ta từng ngày dành cho nhau.
Anh chị em chúng ta có thể liên tưởng đến cái hình ảnh về sự hy sinh của cha mẹ trong gia đình của chúng ta. Xin được dẫn chứng khi người ta nói về sự hy sinh của cha mẹ với ông bố. Đó là một người đàn ông duy nhất không bao giờ phản bội gia đình. Người ta làm những cái cuộc điều tra tâm lý và người ta tổng kết như thế. Dù có thể trong gia đình tương quan có những cái mâu thuẫn, chuyện đó không ai chối cãi, nhưng từ trong thâm sâu của người đàn ông thì đã kết hôn với một người phụ nữ và họ xây dựng nên mái ấm đó, thì trong thâm sâu của người đàn ông người ta ghi nhận một cái tổng kết là đó là một người không bao giờ phản bội lại gia đình. Và người cha trong gia đình cho gia đình của chúng ta hết tất cả những gì mà ông có, mà ông cho ông không bao giờ đòi lại bất cứ một thứ gì. Và chúng ta có thể thấy ai sống trong gia đình cũng có thể cảm nhận được một cái sự lui về hy sinh âm thầm của người cha trong gia đình. Đúng vậy. Còn khi người ta nói về người mẹ, nói về sự hy sinh của người mẹ, người ta nói như thế này: với bà mẹ, đó là người dành, người đã đánh cược cả mạng sống của mình cho đứa con khi bà cưu mang, và cho đứa con ấy chào đời, sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên. Người phụ nữ ấy sẽ đánh cược cả mạng sống này cho gia đình. Và thưa cộng đoàn, cái tính của người mẹ chúng ta có thể thấy bà có thể đôi lúc hay lỡ lời với chồng, với con cái, và có thể chúng ta nghĩ rằng lỡ lời đó làm chúng ta bị tổn thương, thất vọng. Nhưng xin đừng ai trách mẹ, vì người mẹ cũng là người không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Đó là tổng kết của những người con sống trong một gia đình về sự hy sinh của cha mẹ. Qua đó, thưa cộng đoàn, chúng ta có thể thấy chỉ có cái hình ảnh cha mẹ yêu con cái mới là hình ảnh cho chúng ta liên tưởng đến cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay: một hạt lúa mì gieo xuống đất chết đi thì sinh ra bông hạt là như thế nào. Và chúng ta có thể nói, nếu chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa thì xin thưa cái cảm nhận cụ thể là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, một tình yêu vô điều kiện. Trong khi đó, thưa cộng đoàn, nếu chúng ta sống với cuộc sống xã hội bên ngoài thì rõ ràng là người ta muốn chúng ta yêu hoặc là chúng ta yêu người khác, hình như người ta phải có bản hợp đồng về điều kiện nào đó. Đó là cái thế giới bên ngoài. Nhưng trong gia đình, cha mẹ và con cái, chúng ta có thể thấy đó là một tình yêu, một sự hy sinh vô điều kiện. Và chúng ta có thể nhìn nhận một sự thật là một sự hy sinh của cha mẹ đó chính là dành cho chúng ta từng ngày hao mòn xương đực để con cái được trưởng thành, để con cái có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. Có đúng vậy không ạ? Vâng, thưa cộng đoàn, đối với ông cố Vinh Sơn mà hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông cố nhân dịp giỗ một năm, chúng ta có thể nhận thấy được hình ảnh của ông cố Vinh Sơn là hạt lúa bị chết đi và trổ sinh bông hạt. Và sự hy sinh đó được thể hiện
trong chính lời cầu nguyện của ông cố dành cho gia đình, cách riêng cho giáo hội là cha Vinh Sơn Minh Tuấn này. Vì thế, thưa cộng đoàn, chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay cùng với cha Vinh Sơn và gia đình cũng như tất cả mọi người hiện diện ở nơi đây, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta cũng tin chắc là ông cố Vinh Sơn cũng đang hiệp thông với chúng ta trong lời cầu nguyện để trong niềm xác tín vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, người cho chúng ta sự sống và sự sống lại, chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ qua phục vụ thánh thể để cùng hiệp ý với cha chủ tế và cộng đoàn và với ông cố Vinh Sơn. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi chúng ta được ở trong sự sống vĩnh hằng của nước Thiên Chúa. Amen.